Thưa quý vị, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được xem là chìa khóa quyết định sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Dự án công nghệ SMT do Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2020. Dự án nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử SMT hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bo mạch, còn gọi là dán bề mặt, là dự án công nghệ thông tin kỹ thuật cao đầu tiên về nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử tại Vườn Ươm Tạo Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng, đồng thời cũng là dự án sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao đầu tiên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hiện nay thì nhà máy có một số cái đơn hàng rất là lớn, các cái khách hàng đến từ Mỹ và trong nước. Có khoảng trong nhà máy hiện nay có khoảng 20 khách hàng. Những cái thành công đạt được của nhà máy đến thời điểm hiện nay là một là cái đội ngũ kỹ sư, đội ngũ cán bộ công nhân viên đã làm việc thuần thục về công nghệ SMT cũng như các công nghệ về gia công điện tử. Cái thứ hai là lượng khách hàng đến với nhà máy và đặc biệt là biết được Đà Nẵng có được một cái nhà máy công nghệ như thế này là một điều rất là cái thành công thứ hai. Là một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên được chứng nhận tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược Danapha đã chú trọng đầu tư thiết bị công nghệ và đào tạo đội ngũ nhân lực để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm ưu việt. Tính đến nay, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Danapha đã chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Bên cạnh đó, Danapha còn tích cực mở rộng hợp tác nghiên cứu chuyên sâu với các công ty dược phẩm lớn trên thế giới để ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Hàng năm thì công ty cũng có dành một cái phần ngân sách từ quỹ khoa học công nghệ trích lại của công ty để mà đầu tư các cái trang thiết bị bổ sung hoặc là thay mới trong sản xuất cũng như là kiểm nghiệm. Trung bình thì khoảng từ 5-7% thì cái doanh thu của công ty để mà đầu tư về nghiên cứu như là các cái trang thiết bị về khoa học kỹ thuật. Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, đến nay, Đà Nẵng có 14 doanh nghiệp được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách mới, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, phát huy khả năng nghiên cứu và sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, làm chủ công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đạt các giải thưởng lớn, giải thưởng chất lượng quốc gia, qua đó giúp doanh nghiệp nâng tầm, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với thị trường quốc tế.